Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Nóng, hai cầu thủ quan trọng bậc nhất của tuyển Việt Nam sẽ vắng mặt ở trận gặp Lào. Đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận đấu gặp Lào vì bị mỏi cơ. Hai ngày nữa thôi, tuyển Việt Nam chính thức ra quân tại AF Cup khi đối đầu với tuyển Lào. Tuy nhiên nhiều khả năng, HLV Park sẽ không có sự phục vụ của hai trò cưng trong trận này, đó là đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải. Trong buổi tập mới nhất, vị chiến lược gia người Hàn đã cho các cầu thủ thi đấu đối kháng để kiểm tra phong độ, đồng thời xác định bộ khung sẽ thi đấu trong trận ra quân gặp Lào. Tuy nhiên, bộ đôi cầu thủ Quang Hải-Quế Ngọc Hải được nghỉ trong trận nội bộ này vì lý do mỏi cơ. Do vậy, khả năng ra sân trong trận đấu tới đây của hai ngôi sao từ Việt Nam đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park cũng không quá lo lắng bởi có nhiều sự lựa chọn ở vị trí trung vệ. Thành Trung, Tiến Dũng, Đình Trọng đều trong trạng thái sẵn sàng ra sân trong trận đầu tiên tại AF Cup. Bên cạnh đó, tuyển Lào được xem là một trong những đội bóng yếu nhất tại kỳ AF Cup năm nay. Trong quá khứ, Việt Nam từng đụng độ Lào 10 lần, giành được 9 chiến thắng và để một trận hòa duy nhất. Sau trận gặp Lào, thầy trò ông Park được nghỉ ngơi một lượt trận trước khi đối đầu Á quân Malaysia ngày 12 tháng 12. Xem trực tiếp Việt Nam với Lào ở kênh nào? Thưa quý vị, sau gần một tháng chuẩn bị, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đầu tiên tại AFF Cup khi đối đầu với tuyển Lào. Đây được dự báo là trận đấu tương đối dễ dàng dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hauser. Trong quá khứ, tuyển Lào chưa từng giành chiến thắng trước những chiến binh sao vàng. Trận duy nhất Lào có thể cầm quân từ Việt Nam diễn ra từ năm 1996. 9 trận còn lại, Việt Nam luôn giành được chiến thắng khi đối đầu với đội bóng hàng xóm. Ở một bảng đấu khó khăn với nhiều đối thủ mạnh như Malaysia hay Indonesia, Hải và đồng đội cần chắc chiêu từng điểm số để có thể nằm trong top 2 đội dẫn đầu bảng B, cùng với đó là một tấm vé vào vòng bán kết. Xem trực tiếp từ Việt Nam với Lào ở đâu. Thưa quý vị, Đài truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media đã đạt được thỏa thuận phát sóng giải vô địch quốc gia Đông Nam Á AF Cup 2021. Toàn bộ 26 trận của giải được tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTV5, VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam. Vì thế, quý vị có thể bật kênh VTV6, VTV5 để theo dõi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những tin tức bóng đá đáng chú ý và nóng nhất trên kênh bóng đá 365. Tiếng tiếp theo, AF Cup 2020 từ Việt Nam kỳ vọng vào tiến linh Hoàng Đức. Thưa quý vị, báo chí khu vực cho rằng từ Việt Nam với phong độ của chân sút tiến linh cũng như tài năng đang nổi Hoàng Đức là khác biệt lớn nhất của Việt Nam tại AF Cup 2020 so với 3 năm trước. Chân sút đáng xem nhất Không phải ngẫu nhiên, phóng viên Gabriel Tan của ESPN cho rằng tại AF Cup lần này, tiến linh là một trong số 10 ngôi sao đáng chú ý nhất, hứa hẹn sẽ nổi bật. Anh được dự báo cùng tiền vệ Chanathip Songkrasin của Thái Lan, người giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở hai kỳ AF Cup 2014-2016, sẽ là những cầu thủ đáng xem bên cạnh Iskan Fandi Singapore, Muang Muang Lin Myanmar, Stephen Rock Philippines, Rufino Gama Timor-Leste, Shrang Sporos Campuchia, Sawafi Rajit Malaysia, Sokafon Vosinkham của Lào, Evan Dimas của Indonesia. Sở dĩ Tiến Linh được đánh giá cao theo phân tích của ESPN bởi anh đã thể hiện tầm vóc là chân sút hữu hiệu nhất Đông Nam Á hiện nay. Tiến Linh ghi 7 bàn ở vòng loại World Cup 2022 và lừa những đội hàng đầu châu lục như UAE, Oman, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia. Chưa có chân sút Đông Nam Á nào tỏa sáng đến vậy tại sân chơi cao cấp nhất châu Á. Điều đó xuất phát một phần từ những chân truyền như Quang Hải, Ngọc Hải, Hoàng Đức. Nhưng thẳng thắn mà nói, lối chơi di chuyển không bóng thông minh của tiến linh thăng hoa khi huấn luyện viên Park Ha-seo chuyển từ 343 phản công sang 352 áp đặt, kể cả gặp những ông lớn. ESPN và Gabriel Tan cho rằng nhiều khả năng lối chơi của Việt Nam tại AF Cup lần này phải thay đổi. Có thể từ bỏ lối đá phòng thủ chặt phản công nhanh 3 năm trước để chinh phục Đông Nam Á lần này với hai tiền đạo tiến linh công phượng trong đó, Phượng giữ vai trò quấy rối tạo đột biến, còn chân sút Bình Dương là chìa khóa mang đến bàn thắng để thể hiện ưu thế trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Vì thế, Tiến Linh sẽ đáng xem lần này. Nhạc trưởng mới của tuyển Việt Nam, phóng viên Eric Samuel của The Star Malaysia khi theo dõi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã thốt lên: "Việt Nam có nhạc trưởng mới rất hay, đó là số 14" Lời khai này cũng không hề quá đáng khi mà nhiều tờ báo khác trong khu vực mạnh dạn cho rằng Hoàng Đức thực sự là nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa, dẫn dắt lối chơi của tuyển Việt Nam. Hầu hết phân tích về Việt Nam đều khẳng định sự đa năng khôn ngoan trong cách chơi của Hoàng Đức. Báo chí Indo thậm chí cho rằng chân trái của Hoàng Đức cực kỳ lợi hại, hiếm cầu thủ Đông Nam Á nào có được. Từng làm việc tại Việt Nam, ông Paul King, huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan cũng đánh giá cao sự đồng đều của tuyển Việt Nam, nhất là tuyến giữa, và từng nói học trò của ông ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh khi đá V-League có hai tiền vệ Việt Nam mà ảnh hưởng của họ lên đội bóng rất lớn nhờ tầm bao quát, sự linh hoạt khó lường. Một là Hùng Dũng của Hà Nội, hai là Hoàng Đức của Việt Theo, rất sông sáo, bền bỉ, giữ nhịp trận đấu rất tốt. Cầu thủ này sẵn sàng tạo đột biến bằng những quả sút xa rất lợi hại. Và tin đáng tiếc đó là Hùng Dũng không được cấp phép ở Singapore lỡ AF Cup 2020. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận thông báo của Liên đoàn bóng đá Singapore về việc cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà AF Cup 2020 không đồng ý cấp thư mời cho Hùng Dũng, nên anh không đủ điều kiện nhập cảnh Singapore. Ở buổi tập chia hai đội hình đối kháng vào tối qua, Việt Nam không có Ngọc Hải và Quang Hải do hai cầu thủ bị mỏi cơ. Thưa quý vị, nếu như mà 3 năm trước khi Việt Nam vô địch AF Cup, không ai thấy vai trò của Tiến Linh Hoàng Đức ở đâu vì họ còn ngồi trên ghế dự bị nhưng giờ đây mọi thứ đã khác khi bên cạnh những người hùng khi xưa, Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Đức, Quế Ngọc Hải, báo chí khu vực cho rằng Tiến Linh, Hoàng Đức chính là những nhân tố được kỳ vọng nhất lần này. Về xem trận Việt Nam khan hiếm Quý vị thân mến, ban tổ chức Singapore vẫn chưa thay đổi thực đơn cho đội khách tham dự AF Cup 2020. Sau khi bộ phận hậu cần của Việt Nam góp ý về chất lượng bữa ăn tại khách sạn Mercury Rossi, Đến sáng ngày 3 tháng 12 hôm qua, mỗi thành viên nhận được một khay thức ăn với số lượng còn nghèo nàn hơn cả ngày đầu tiên đặt chân đến Singapore. Hai quả trứng luộc, một lát thịt nguội, một hộp salad, một bánh nhỏ kiểu su kem, một sữa chua, một sữa hạt. Và cũng trong hôm qua, cán bộ chuyên trách của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phải tức tốc liên hệ với cộng đồng người Việt tại Singapore để nhờ mua thêm đồ ăn. Cũng lường trước được sự thiếu thốn này, các cầu thủ đều mang sẵn thực phẩm được chế biến chín để mang đi. Và liên quan câu chuyện là vé của giải đấu này, trang chủ AF cắt thông tin rằng chỉ sau đúng một ngày mở bán qua mạng trưa ngày 1, ngày 2 tháng 12, toàn bộ vé xem trận đấu của tuyển Việt Nam tại sân Bishan ở vòng bảng đã gần như hết sạch. Sân này có sức chứa 6.000 chỗ ngồi, nhưng ban tổ chức chỉ phát hành 1.000 vé một trận, gồm 500 vé dành cho cổ động viên Việt Nam, 500 vé cho khán giả các nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có khoảng 50 khán giả Việt Nam sinh sống tại Singapore đặt mua được vé. Chị Hoàng Yến, Chủ tịch hội cổ động viên Golden Star nói rằng anh em bên đó cho biết họ canh vé từ rất sớm mà vẫn không mua nổi vé. Không rõ ai đặt mua với số lượng lớn các vé có trận của tuyển Việt Nam. Chuyển sang tin tiếp theo, báo Hàn chỉ thẳng hai đội vào bán kết AF Cup 2021 ở bảng của Việt Nam. Thưa quý vị, báo Hàn Quốc đã chỉ ra hai đội bóng mạnh nhất bảng B AF Cup và nhiều khả năng có mặt trong trận bán kết. Việc AFF Cup 2021 chuẩn bị khởi tranh tại Singapore nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông các nước, khu vực và châu lục. Tại AFF Cup 2021, bảng B được xem như bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Việt Nam và Á quân Malaysia, bên cạnh đó là Indonesia. Trước khi giải khởi tranh, New của Hàn Quốc đã dự đoán về hai đội bóng sẽ đi tiếp tại bảng B. Từ Việt Nam tới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, lần thứ hai liên tiếp thách thức trước vô địch của AFF Cup. Đây là giải đấu bóng đá được gọi là World Cup của Đông Nam Á. Việt Nam tham dự với tư cách đương kim vô địch của giải đấu. Dưới thời huấn luyện viên Park, đội bóng này lên ngôi vô địch lần thứ hai sau 10 năm kể từ 2008. Năm nay, Việt Nam lần đầu trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup, nhưng họ suýt bị loại ở bảng B sau khi thua 6 trận. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam đang thể hiện sự tin tưởng với huấn luyện viên Park Hauser khi gia hạn hợp đồng đến tháng 1 năm 2023. Việt Nam ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào, Malaysia. Đội vô địch năm 2010 sẽ là đối thủ cạnh tranh ngôi nhất bảng với Việt Nam và đây cũng là hai đội bóng nhiều khả năng sẽ đi tiếp. Hiện tại thầy trò huấn luyện viên Park ha seo đang có mặt ở Singapore ở giải đấu lần này. Từ Việt Nam rất tiếc khi không thể chào đón sự trở lại nhạc trưởng Đỗ Hùng Dũng sau khoảng thời gian dài bị chấn thương do liên quan tới vấn đề thủ tục. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.